đạo Vũ Môn, đây là cái quảng trường tự do. Hai bên này là hai cái nhà hát, trong là hai cái chùa nhà, hai cái nhà hát, một cái nhà hát kịch nói và một cái nhà hát âm nhạc. Khi mà tổ chức những cuộc giao lưu âm nhạc quốc tế sẽ tổ chức trong hai cái, cho hai cái tòa nhà này. Còn cái khu quảng trường tự do này là được tổ chức những cái khu triển lãm này hoặc là những cái gian hàng buôn bán này, hoặc là những cái tổ chức những cái cuộc hội nghị, người ta có thể mượn cái khu vực này để tổ chức ở đây. Mà ở bên đây đều là những cái khuôn viên trồng, ở phía sau là cái vườn hoa anh đào. Ở bên đây cũng là hoa với lại những cái rừng cây, rồi còn có những cái hồ nước phong cảnh cho hai bên. Rồi mình tranh thủ vào bên trong. À, cây thì cây cây. Cây xanh. Đóng dấu xong. Xuất sắc. Đồ con tự giấy thật, có cả mũ cối. Đây là ngày 5 tháng 4, chung với cái ngày là 15 tháng 4 là ngày thanh minh. Ê, mà. Ê, 自由广场. 一条河可以的，喂。啊，耶。我给它起立，安排点。